ông Nguyễn Văn Mau giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Gia Lai. Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Gia Lai tổ chức chương trình Vì một Việt Nam tươi đẹp, thắp sáng tài năng trẻ. Máy CRM an toàn, tiện lợi. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri thị xã Ayunpa. Cấp giấy phép môi trường cho hai cơ sở khám chữa bệnh. Công Chơ Ro đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 7 tháng 11 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Vừa rồi là những thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có quyết định số 1479 QĐ-BHXH ngày 24 tháng 10 năm 2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Mau, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Chư Pứ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai. Theo phân công nhiệm vụ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Mau phụ trách, chỉ đạo lĩnh vực công tác giám định bảo hiểm y tế toàn tỉnh, ký hợp đồng thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh do Bảo hiểm Xã hội tỉnh quản lý, tham gia quá trình đấu thầu thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thực hiện nhiệm vụ khác do giám đốc phân công và trực tiếp phụ trách các đơn vị, phòng giám định bảo hiểm y tế, cụm thi đua số 3 gồm Bảo hiểm Xã hội các huyện, thị xã Krông-pa, Ia-pa, Phú Thiện, Chư Pứ, Ayunpa. Ông Mau sinh hoạt cơ quan đảng, đoàn thể tại phòng giám định bảo hiểm y tế. Được biết, ông Nguyễn Văn Mau sinh năm 1970, quê quán phường Nhân Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông có hơn 26 năm công tác thuộc lĩnh vực y khoa, trong đó có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ông Mau có trình độ chuyên môn là bác sĩ chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành nội khoa, cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 6 năm 2003, ông Mau là công chức, bác sĩ điều trị tại khoa khám cấp cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 9 năm 2011 là viên chức, bác sĩ điều trị, phụ trách đơn nguyên nội cán bộ trung cao cấp, tức nội 4, thuộc khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012, ông Mau là chuyên viên thực hiện công tác giám định viên tại Phòng Giám định Bảo hiểm Y tế thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai. Tháng 2 năm 2012 đến tháng 8 năm 2013, ông là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Pleiku thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai. Tháng 8 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014 là Phó trưởng phòng phụ trách giám định bảo hiểm y tế thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai. Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 4 năm 2020, ông Mau là Bí thư Chi bộ, Giám định Kiểm tra, Trưởng phòng Giám định Bảo hiểm Y tế thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai. Từ tháng 4 năm 2020 đến trước thời điểm bổ nhiệm Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, ông Mau là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Chư Pứ thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai. Ngày 5 tháng 11 tại thành phố Pleiku, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Gia Lai tổ chức chương trình Vì một Việt Nam tươi đẹp, thắp sáng tài năng trẻ. Tại chương trình được sự ủy quyền của Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hải Đăng, Phó Giám đốc điều hành Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Gia Lai, công bố giải thưởng Bảo Việt Nhân Thọ Thương hiệu truyền cảm hứng 2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á bình chọn. Được biết, đây là giải thưởng uy tín châu lục do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á khảo sát, đánh giá và bình chọn dựa trên các tiêu chí doanh nghiệp có tầm nhìn lớn, sứ mệnh rõ ràng, có trách nhiệm xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới cộng đồng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho khách hàng, xây dựng được môi trường làm việc hạnh phúc cho người lao động, v.v. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Gia Lai đã trao 32 suất học bổng thắp sáng tài năng trẻ cho 32 học sinh trên địa bàn tỉnh có thành tích học tập xuất sắc đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt, ba lô, giấy khen, sách do Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam tài trợ với tổng số tiền là gần 80 triệu đồng. Ngoài ra, tại chương trình, các khách hàng còn được nghe chia sẻ, tư vấn nhiều thông tin hữu ích về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, giúp cho khách hàng của Bảo Việt Nhân Thọ an tâm và có những quyết định sáng suốt khi lựa chọn giải pháp bảo vệ gia đình thân yêu của mình. Dịp này, với mong muốn tiếp tục tri ân sự tin yêu của quý khách hàng, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Gia Lai đã tổ chức lễ hội âm nhạc và tỏa sáng với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Lam Trường và Trung Quang. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phố Núi, BIDV Phố Núi vừa đưa vào hoạt động máy CRM, Cash Recycling Machine, công nghệ mới, hiện đại tại số 242 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku.
Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10, BIDV Phố Núi dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng đến trải nghiệm giao dịch nộp tiền mặt vào tài khoản trên máy CRM. CRM có tính năng như một giao dịch viên ngân hàng điện tử, đáp ứng các nhu cầu giao dịch của nhiều đối tượng khách hàng. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, CRM được trang bị thêm các tính năng vượt trội hơn ATM thế hệ cũ, đặc biệt là các tính năng giao dịch nộp tiền vào tài khoản thanh toán, nộp tiền để mở sổ tiết kiệm, chuyển khoản từ tài khoản thanh toán để mở sổ tiết kiệm, tất toán sổ tiết kiệm, vấn tin tiền gửi tiết kiệm, v.v. Khách hàng có thể nộp tiền và gửi tiết kiệm hoàn toàn miễn phí trên CRM. Lãi suất gửi tiết kiệm tại máy cao hơn so với lãi suất cùng kỳ hạn gửi tại quầy. Khách hàng nộp tiền tới 100 triệu đồng trên một lần, tối đa 200 tờ và không giới hạn số lần nộp trên ngày. Ngoài ra, CRM còn có chức năng phân loại mệnh giá tiền từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng và phân biệt tiền giả, tiền kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn lưu hành, giúp loại bỏ các rủi ro tác nghiệp thủ công khi kiểm đếm tiền mặt. Chiều ngày 6 tháng 11 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Gia Sao, thị xã Ayunpa, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, đơn vị thị xã Ayunpa đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị tới các đại biểu liên quan đến các vấn đề như công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về đất đai kéo dài, việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật, trật tự an toàn giao thông đến người dân để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm tại bãi rác xã Gia Sao, đảm bảo sức khỏe cho người dân, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nội đồng, tạo thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất, đầu tư hệ thống bơm thoát nước tại tỉnh lộ 668, khắc phục tình trạng ngập úng vào mùa mưa, quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để giải ngân cho hộ nghèo, đảm bảo đúng tiến độ, vân vân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thị xã Ayunpa và đại diện các ban ngành của thị xã giải đáp thấu đáo. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trên, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết tại kỳ họp tiếp theo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Văn Tiệp vừa ký quyết định cấp giấy phép môi trường cho hai cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Pleiku là Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện 331. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiệp vừa ký quyết định cấp giấy phép môi trường số 623/GPMT-UBND cho công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, địa điểm hoạt động số 236A Lê Duẩn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, và quyết định cấp giấy phép môi trường số 585/GPMT-UBND để Bệnh viện 331 được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án xây dựng Bệnh viện 331, địa chỉ 818 đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku. Theo giấy phép, các dự án này được phép xả nước thải, xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường theo đúng quy định, bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, đồ rung. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng, vận hành thường xuyên đúng quy trình các công trình xử lý chất thải, bảo đảm chất thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, đồ rung không đạt yêu cầu cho phép và phải dừng ngay việc xả khí thải phát sinh tiếng ồn, đồ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. Thời hạn giấy phép của hai đơn vị là 10 năm kể từ ngày cấp. Sáng ngày 6 tháng 11, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Theo đó, sản phẩm được đánh giá năm nay là bưởi da xanh do hộ ông Lê Văn Bổn, trú tại làng Tơ Cách, xã Đắc Cơ Ninh, huyện Công Chơ Ro trồng trọt sản xuất. Hội đồng đã đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí quy định về chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, bao bì, nhãn mác sản phẩm, năng lực đáp ứng nhu cầu phân phối, bảo vệ môi trường. Qua chấm điểm của các thành viên, Hội đồng đã thống nhất đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện công nhận sản phẩm bưởi da xanh do hộ ông Lê Văn Bổn trồng trọt, sản xuất đạt OCOP 3 sao cấp huyện. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và chuyển Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh, làm căn cứ xét duyệt, quyết định cấp sao cho các sản phẩm. Được biết, huyện Công Chơ Ro hiện có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh gồm nhãn T6, xã Công Giang, mắc ca sấy nước vỏ, xã Chư Cà Rây, bột ớt gia vị sấy tỏi chanh, dưa leo tươi, xã An Trung.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 8 tháng 11.